Ai là nam thần bóng rổ đỉnh nhất CBIZ? Một người đẹp trai, cool ngầu, biết chơi bóng rổ là những gì khiến phái nữ phải đổ gục khi xem phim. Tuy nhiên chẳng cần tìm trên TV, ở ngoài đời thật có rất nhiều nam thần CBIZ thỏa mãn điều kiện này. Ai là fan của Vương Hạc Đệ? Giơ tay. Bóng rổ là bộ môn Vương Hạc Đệ chơi từ nhỏ đó nha. Như vậy là biết sao nam đam mê bộ môn này cỡ nào rồi. Thậm chí nam diễn viên tiết lộ nếu mình không làm diễn viên chắc chắn sẽ trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Mới đây tổng tài Thời Yến còn được người dẫn chương trình All Star cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Tyrese Haliburton đã gửi lời mời tham gia trận đấu bóng rổ tại NBA All Star 2024. Đáp lại lời mời, Vương Hạc Đệ đã quay clip thông báo rằng sẽ sắp xếp thời gian để gặp Tyrese tại Mỹ. Nói về dự án nghệ thuật đình đám của Vương Hạc Đệ trong năm 2023, không thể bỏ qua dị ái Bi Doanh, sau đó đã khắc họa thành công hình ảnh Thời Yến tổng tài, nắm giữ khối gia sản và quyền lực lớn. Không chỉ nổi tiếng với những dự án phim ảnh, Vương Nhất Bác còn được biết đến là sau nam yêu thích các hoạt động thể chất. Ngoài việc chơi bóng rổ siêu đỉnh, gà cưng của Nhạc Khoa, còn nhảy hip hop, trực ván, đua xe F1, lái mô tô nữa nha. Đây là những hình ảnh Vương Nhất Bác chơi bóng rổ như thế này, rõ ràng có thể đốn tim bất kỳ fan nữ nào. Trong năm 2023, Vương Nhất Bác gây chú ý khi có 3 dự án lên sóng, đó là Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ song trong Vô Danh, thì Vương Nhất Bác đã vinh dự lọt vào top đề cử giải nam phụ của năm tại lễ trao giải Kim Kê danh giá. Với Nhiệt Liệt, sau nam cũng được đánh giá cao khi lăn xả với vai diễn này. Cụ thể trong Nhiệt Liệt, Vương Nhất Bác thủ vai Trần Thước, một người ở trong hoàn cảnh khốn cùng, vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Trần Thước luôn khát khao trở thành một dancer thành công. Anh mạnh dạn đến gặp và xin được tham gia vào nhóm nhảy của huấn luyện viên Đinh Lui, Hoàng Bột đảm nhận. Quá trình tập luyện của anh chàng gặp nhiều khó khăn và những câu chuyện xung đột dở khóc dở cười. Tuy nhiên thì Trần Thước vẫn giữ nguyên nhiệt huyết, niềm đam mê, kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng. Theo đạo diễn của bộ phim Đại Bằng, vai diễn Trần Thước được đo đi đóng giày cho Vương Nhất Bác. Nam diễn viên được khen ngợi khi nỗ lực để thể hiện chính xác ý tưởng của đạo diễn. Trần Tiết Viễn cũng lọt danh sách những sao nam chơi bóng rổ đỉnh cao của CBIZ. Sở hữu chiều cao nổi bật, trùng hợp hơn là Trần Tiết Viễn cũng thích bộ môn bóng rổ và anh chơi khá tốt nha. Hình ảnh nam diễn viên miệt mài chơi bóng ngoài đời khiến cho không ít người liên tưởng đến những nam chính được miêu tả trong những cái câu chuyện, những cái tập truyện ngôn tình đầy lãng mạn. Trong năm 2023, sự nghiệp của Trần Tiết Viễn đã thăng hạng đáng kể từ sau màn comeback ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Đảm nhận vai Đoàn Gia Hứa trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Tiết Viễn từng có thời điểm phải hứng chịu cơn mưa gạch đá từ khán giả vì họ cho rằng hình tượng của anh không phù hợp để đóng Đoàn Gia Hứa. Thế nhưng sau khi Vụng Trộm Không Thể Giấu trình làng, nam diễn viên đã đưa người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và dần dần nhận được sự yêu mến từ khán giả. Dựa trên số liệu thống kê, lượng fan và người theo dõi trên trang Weibo cá nhân của Trần Tiết Viễn thậm chí cao hơn gấp mấy lần so với Triệu Lộ Tư, người tình màn ảnh của anh trong phim nha. Thêm một nam thần CBIZ nữa, và đó chính là Dương Dương. Có lợi thế nhan sắc và ngoại hình, Dương Dương khiến không ít fan nữ phải thổn thức trước hình ảnh chơi bóng rổ chuẩn cool ngầu. Nam diễn viên thường xuyên chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe cũng như là giữ độ dẻo dai của cơ thể. Vì vậy khi vào vai những nhân vật chơi thể thao, Dương Dương cũng thể hiện vô cùng mượt mà. Trong năm 2023, Dương Dương tham gia dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi mà gặp về không ít tranh cãi. Tuy nhiên thì phim vẫn lập được những thành tích đáng nể. Theo Sina tổng hợp, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi tính đến cuối năm 2023 là phim có lượt cao nhất lịch sử nền tảng app Mango TV trong năm 2023. Mà từ trước đến nay, theo Mao Yan thống kê, lượt xem của phim hiện nay đã vượt mốc 3 tỷ lượt xem. Bản thân nhân vật Tống Diệm của Dương Dương được Mao Yan chứng nhận là nhân vật hot nhất mùa phim hè 2023, đồng thời lọt top 10 nhân vật hot nhất màn ảnh 2023 theo Blinkist đánh giá. Bên cạnh đó, Dương Dương còn khẳng định vị thế của tiểu sinh lứa 90 khi Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên có lượt xem đứng đầu nền tảng Youku và YouTube mọi thời đại ở hạng mục phim dài tập Trung Quốc. Ngoài ra, Thả Thí Thiên Hạ còn là phim Hoa ngữ được xem nhiều nhất toàn cầu trên nền tảng Netflix. Bạn nghĩ sao về những nam thần chơi bóng rổ đỉnh của chớp này? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để ai biết được biết với nhé.